Đậu Trung Kiên và Nguyễn Việt Anh là hai cái tên đầy tài năng trong danh sách Home Ground của nửa đỏ thủ đô Thăng Long Warriors. Và trong năm nay, hai cái tên nổi trội này sẽ có thêm một bước đi mới trên con đường sự nghiệp cùng trái bóng cam khi họ đã chính thức là người của Kentucky Fish sau thương vụ trao đổi cầu thủ lớn nhất lịch sử VBA tính tới nay. Một lần thay đổi đội bóng tất nhiên là sẽ bao gồm rất nhiều những cảm xúc trong mỗi cầu thủ. Bản thân Kiên Đậu và Việt Anh cũng đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn cùng với Bóng Rổ TV về những suy nghĩ của mình. Em cảm thấy đây là một cơ hội khá là lớn đối với em khi mà em được đi tham gia vào trong đội của Cần Thơ. Đó là một trải nghiệm lớn để giúp em học hỏi và trao dồi kinh nghiệm cho bản thân hơn, vì em vẫn còn thiếu sót khá là nhiều. Em nghĩ đó là một cái gọi là tạo cho bọn em nền tảng ngay từ lúc mà vẫn còn đang là cầu thủ trẻ ấy. Thì nên có những tình huống gọi là cạnh tranh nhau như thế trong các buổi tập để có thể giúp bọn em gọi là luôn luôn có những tinh thần chắc chắn gọi là để mình có thể vào trong được chọn vào sức để thi đấu ấy. Thì đó là một trải nghiệm em nghĩ là khá là cần thiết đối với bọn em. Thực ra là em cũng không quá là bất ngờ vì là cũng được coach với các anh đã nói về việc ra đi rồi, nên là em cũng không có bất ngờ. Còn về việc tất nhiên là đi thì em sẽ lo lắng về việc học và việc về bố mẹ em và việc em xa nhà nữa, nhưng mà vượt lên trên tất cả là em thấy khá là háo hức về một cái cơ hội khá là lớn của mình để được tiếp xúc với một đội bóng khác và đương nhiên là sẽ có nhiều cơ hội thi đấu hơn là ở Thăng Long. Đến với Kentucky Fish là đến với một môi trường hoàn toàn khác so với Thăng Long Warriors. Rõ ràng, những cầu thủ trẻ như Kiên và Việt Anh đều sẽ phải đón nhận những thử thách vô cùng mới. Đó là những điều đến từ việc cạnh tranh vị trí cùng với những cầu thủ khác và chắt chiu từng cơ hội ra sân, dù cho đó có thể là những giây phút vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên, với những cầu thủ trẻ, mỗi một thử thách đều là những điều giúp họ trưởng thành hơn, và hai cầu thủ này đều sẵn sàng đón nhận điều đó. Hơn thế nữa, việc sang đội bóng mới cũng là một cơ hội để cho cả hai cầu thủ này có thể đối đầu với những hảo thủ khác của VBA và đặc biệt là cả đội bóng cũ Thăng Long Warriors. Em vẫn muốn đối đầu với cả Justin Young, bởi vì Justin Young là một cầu thủ mà em cũng học hỏi khá là nhiều từ anh ấy, và theo kinh nghiệm của em thì là muốn học hỏi được thì mình phải đối đầu hoặc là mình phải thi đấu, rồi mình sẽ từ đấy mình sẽ rút ra được những bài học mà mình thiếu. Và em luôn luôn nhìn những cái mà rất xinh đăng gọi là trong lúc thi đấu ấy. Em thích anh ấy lúc thủ, em học hỏi anh ấy lúc thủ kiểu lúc này. Thì mọi người vẫn hay trêu là mình sẽ phải đối đầu lại, đặc biệt là người đồng đội mà em từng sát cánh tất cả các giải là Quang Tám, thì nó cũng rất là hay trêu em, rất là háo hức rồi để được đối đầu lại với các đồng đội của mình. Có thể là hơi một chút là nhiều kỷ niệm đối với em hiện đây, nhưng mà trên sân thì nó là em nghĩ thi đấu cho đội bóng nào thì mình sẽ hướng bóng về thôi. Rời khỏi Hà Nội để đến với một thành phố nằm ở nơi miền Tây sông nước, cả Kiên và Việt Anh đều đã phải tạm gác lại công việc học hành của mình. Và thật sự, cả hai đều đã vô cùng may mắn khi họ đã nhận được sự ủng hộ đến từ gia đình. Tuy vậy, vào thời điểm trước đó, họ cũng đã phải nỗ lực để thuyết phục những người thân yêu của mình rất nhiều. Đương nhiên là bố mẹ nào thì cũng không muốn là con đi xa nhà, nhưng mà thì với cái kết quả học cũng không quá là tệ, đặc biệt là em đã cũng là quen với cả cái việc vừa chơi bóng rổ vừa học và vẫn đạt được kết quả tốt ở trường, nên là em với cái việc đi ra đi như này thì em cũng khá là tự tin trong việc là thuyết phục bố mẹ, là chắc là khoảng một tuần là bố mẹ em cũng đã đồng ý cho em đi. Chúng ta, những khán giả của giải bóng rổ số 1 Việt Nam VBA, hãy cùng nhau cổ vũ và dõi theo những bước tiến trong tương lai của hai cầu thủ này. Hy vọng rằng với những trải nghiệm mới tại các đội chuyên nghiệp, Kiên và Việt Anh sẽ phát triển hơn nữa và trở thành niềm hy vọng tương lai của bóng rổ nước nhà.